Rồi quý vị, bonsai 201 nha quý vị. Một cây bông trang hồng phấn nha, 130k bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen thì nhận cây trả tiền, còn anh nào lạ là phải chuyển tiền trước nha quý vị. Đó, bây giờ có 130 sao chuyển tiền trước. Rồi phải nạp thẻ cào cho tôi nha. Đó, bắn thẻ cào qua được rồi tôi mới gửi cây, còn không thôi nha quý vị. Chứ giờ cây này có 130 nhưng mà cước ship đi ship về là hết 100 nha. Anh nào mà không mua mà không nhận cây á, là tiền đi tiền về hết 100.000 của tôi nha. Cho nên bây giờ tôi bán là 130 nhưng mà phải chuyển tiền trước cho tôi. Rồi bắn thẻ cào 100.000 đi, còn 30.000 lại thì thu hộ nha. Chứ còn không không thì thôi nha. Được thì mua, không được thì thôi nha quý vị. Đó, chứ bây giờ á, đi có 130.000 mà đi về không nhận là rồi lỗ 100.000 luôn ha. Thôi không chơi nha quý vị. Vậy đó, thông cảm nha quý vị, nào có duyên có được thì cứ mua, còn không thôi ha. Cũng vui vẻ nha quý vị, cái gốc nó bự lắm nha. Mấy cây này là cả 100.000 vốn của tôi rồi đó. Bây giờ tôi bán có 130 bao ship cho quý vị thôi. Rẻ quá rồi, về chăm sóc lại nha quý vị. Tôi không có bón phân gì hết trơn, lâu lâu xịt món bón lá vì mà nó ra bông hoài luôn nha. Tội nghiệp nó. Rồi kết thúc luôn nha quý vị. Đó, cây này nó cao dữ lắm nha, tự dưới gốc nó lên tới 5 tấc nha, 5 tấc đó. Rồi xuống luôn đi Bi ơi.